Xin chào các bạn đến với môn học là Logic học đại cương. Thì sau đây là những cái đề mà mình đã trải qua những năm học của tại trường VOV College, là trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2. Thì sau đây là những cái những gì mà mình đã học qua. Các bạn có thấy khái quát về khái niệm thì nữa mất bạn sẽ tự coi, sẽ thầy sẽ đưa ra. Nhưng mà sau đây mình sẽ giới thiệu những cái bài kiểm tra liên quan những cái trắc nghiệm kiểm tra. Đây ông thầy của mình, ông dạy mình nè, để cho các bạn, mình sẽ cho các bạn coi ông thầy này. Ông thầy này rất là dễ thương nha. Ở đó nguyên một cái khóa thì chỉ có 3-4 đứa đậu thôi, tại cái môn này nó cũng hơi khó, là thầy dạy cũng hơi, thầy dạy cho đề thì cũng nó hơi khó, nhưng mà cố gắng tập trung thì sẽ ra được thôi. Này, cái học lại thì cũng nhiều đó nha. Rồi sau đây là mình cho các bạn biết về cái câu số 5 nè, cho biết về mối quan hệ giữa phán đoán khẳng định chung của A và phán đoán khẳng định riêng của O, thì đáp án nào đúng. Thì các bạn này nên tự với bạn coi đi, mình cũng có ra đây học để mình coi nó có kết quả không. Để mình quay cái này lại cho các bạn coi cho dễ hơn nha. Này, đó, em hãy xác định mối quan hệ của những khái niệm sau. Những sinh viên học sinh giỏi, sinh viên không học sinh giỏi là quan hệ mâu thuẫn. Các bạn phải học thuộc cái này, tại vì khi mà bạn có kiểm tra là thầy sẽ cho trong những cái này nè. Đó, mình đọc, mình đôi khi mình không hiểu nữa, kệ đọc đi, nhưng mà học vẹt chỉ để học để cho qua môn cái môn này thôi, chứ mà hỏi thử để áp dụng vào thực tế thì nó không có đâu. Mình học đối phó đó, hình thức đối phó đó. Sinh viên với đam mê đoàn viên thì quan hệ là giao gì đó. À, học tới cái quan hệ này rất là quan trọng nha. Bây giờ mình tiếp tục nha. Và cái này cũng ghen vậy thôi, tiếp cũng giống nhau luôn, cũng giống luôn hả? Ủa, không có cái gì mới hả? Ok, này mới này. Này các bạn, bây giờ mình để mình phóng to là cho các bạn câu dễ hơn. Đây, có một số. Đây, mình sẽ di chuyển cho các bạn coi nha. Sư tử hai quan hệ, một số sư tử đã. Các bạn có thể tham khảo đi. Nhiều năm thì năm này nó cho giống và năm kia nó cho khác. Mình không biết nhưng có thể tham khảo. Đây. Nó hết rồi. Để mình quay lại cái trang nãy đi. Đây. Trang này thì mình phải phóng bự lên cho mình coi. À sorry. Đây. Xét định mối quan hệ sao đó. Ok, đây. Chịu khó chụp màn hình lại. Rồi, tiếp tục. Đây. Quan hệ này nữa nè. Các bạn học cái này, quan hệ đó là quan trọng mà mình không hiểu, quên. Quan hệ này quan hệ đúng sai. Đây nữa nè. Đây là những cái đề mà ôn thi thôi, nhưng mà thầy sẽ cho trong đây. Tu vật. Rồi, đã hết rồi. Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn có một kỳ thi tốt về vũ lý học đại cương.